Alice mặc dù có vẻ bề ngoài là một cô bé đáng yêu, nhưng bộ chiêu thức của vị tướng này là vô cùng khó chịu, đặc biệt là về giai đoạn cuối trận, khiến cho nhiều người gọi vị tướng này là quỷ lùn. Thậm chí, mới đây, Team Studio còn tăng thêm sức mạnh cho Alice, khiến cho vị tướng này đang quay trở lại rất mạnh mẽ với vai trò trợ thủ trong Lego Mobile. Ở video này, hãy cùng mình tìm hiểu và phân tích chi tiết về sức mạnh, lối lên trang bị, bảng ngọc và phiêu của Alice để cùng làm chủ vị tướng này trong Lego Mobile. Chúng ta hãy cùng bắt đầu ngay thôi nào. Nội tại của Alice là bước chân thần tốc. Mỗi khi Alice tung chiêu sẽ giúp bản thân được tăng tốc chạy trong thoáng chốc. Chiêu 1 của Alice là vụ nổ thời không. Alice tạo ra một vụ nổ tại điểm chỉ định, gây sát thương phép và làm choáng những kẻ địch chống chiêu trong thoáng chốc. Chiêu 2 của Alice là lá chắn thời không. Alice tạo lá chắn cho bản thân và các đồng minh trong phạm vi, giúp chặn sát thương cho 3 giây và tăng tốc chạy trong thoáng chốc. Chiêu cuối của Alice là dòng chảy thời không. Alice tạo ra một vùng năng lượng ma thuật tồn tại trong 6 giây, gây sát thương phép, đồng thời khiến kẻ địch trong phạm vi bị câm lặng 1 giây và bị làm chậm. Những kẻ địch vẫn còn đứng trong pháp trận sẽ phải chịu thêm sát thương phép mỗi 0,5 giây và tiếp tục bị làm chậm. Như vậy, thông qua bộ kỹ năng và chất tướng của Alice, chúng ta sẽ phân tích điểm mạnh và điểm yếu của vị tướng này như sau. Đầu tiên là về điểm mạnh. Với nội tại, sẽ giúp Alice có thêm sự cơ động nhờ tăng tốc chạy để có quay tốt hơn trong những tình huống nguy hiểm hoặc đến kịp lúc với các đồng đội trong giao tranh. Chiêu 1 mang lại cho Alice khả năng khống chế cứng. Sử dụng chiêu thức này hợp lý sẽ có rất nhiều lợi thế trong giao tranh hoặc cầm chân đối phương, bảo kê đồng đội khi gặp nguy hiểm. Chiêu 2 mang lại tốc chạy và tạo sắp ảo, sẽ giúp Alice và đồng minh cạnh bên được tăng khả năng chống chịu và sự linh hoạt trong mọi tình huống. Chiêu cuối dòng chảy thời không là chiêu thức mạnh nhất và khó chịu nhất của Alice. Kỹ năng này đem lại khả năng làm chậm, cầm lặng và gây sát thương liên tục trên một phạm vi lớn. Đây là chiêu thức giúp Alice có thể mở giao tranh, công trụ hoặc thủ nhà cực kỳ hiệu quả. Còn về điểm yếu, vì là chất tướng trợ thủ búp nên khả năng chống chịu và lượng máu cơ bản của Alice không được tốt như đa số các vị tướng khác ở cùng vị trí. Vậy nên nếu bị đối phương dồn sát thương thì Alice sẽ rất dễ bị lên bảng điểm số. Vụ nổ thời không của Alice có phạm vi gây choáng khá nhỏ, vì vậy bạn cần căn chiêu thật chuẩn xác để có thể phát huy được sức mạnh của chiêu thức này. Tuy Alice có khả năng tăng tốc chạy liên tục nhưng lại không có khả năng về địa hình, nên vị tướng này sẽ gặp nhiều bất lợi ở những địa hình nhỏ hẹp có nhiều vật cản. Về vị trí trong trận đấu thì Alice phổ biến và hiệu quả nhất với vai trò trợ thủ trong đội hình. Cách nâng kỹ năng hợp lý dành cho Alice. Chiêu 1 là chiêu thức có tầm đánh xa và có khống chế cứng, nên chúng ta sẽ nâng chiêu này cấp độ đầu tiên để tạo áp lực lên đối phương ở giai đoạn đầu trận. Nhưng chiêu 1 lại có phạm vi gây choáng nhỏ và không có tác dụng gì nếu như không trúng mục tiêu, nên chúng ta sẽ ưu tiên nâng mắc chiêu 2 trước để có khả năng tạo giáp ảo giúp bảo kê đồng đội tốt hơn. Lưu ý là đừng quên tăng cấp chiêu cuối ở các cấp độ có thể tăng cấp được nha các bạn. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng phép bổ trợ, bảng ngọc, phù hiệu và trang bị dành cho Alice nào. Đầu tiên là về phép bổ trợ. Vì là vị tướng khá kém cơ động khi không có khả năng về địa hình, nên tốc biến sẽ là phép bổ trợ phù hợp nhất dành cho Alice để giúp vị tướng này có thể tạo ra được nhiều tình huống đột biến hoặc tăng khả năng đào thoát khi gặp nguy hiểm. Tiếp theo là về bảng ngọc. Vì là vị tướng trợ thủ nên mình sẽ xây dựng cho Alice bảng ngọc giúp gia tăng khả năng chống chịu của vị tướng này, cụ thể như sau. Ngọc đỏ 10 viên tốc đánh, màu tối đa, giáp. Ngọc lục 10 viên giáp, giáp phép, giảm hồi chiêu. Ngọc tím 10 viên máu tối đa, hồi máu, tốc chạy. Còn các bạn xây dựng bảng ngọc như thế nào dành cho Alice? Hãy để lại bình luận của các bạn trong video này nhé. Còn về phiêu dành cho Alice thì các bạn có thể tham khảo bảng phiêu được sử dụng trong trận đấu này như sau, với lối xây dựng xoay quanh phiêu chính là du hiệp. Với du hiệp sẽ giúp khi rời khỏi giao tranh một lúc sẽ khiến đòn đánh thường kế tiếp làm chậm địch trong thoáng chốc và gắn lên địch một ấn ký bùng nổ. Sau 3 giây nó sẽ nổ tung gây 8% máu tối đa của mục tiêu thành sát thương phép. Phiêu cấp 1 ở nhánh chính là nhạy bén, giúp khi di chuyển trên đường sông sẽ được tăng tốc chạy và hồi máu kèm năng lượng. Phiêu cấp 2 nhánh chính là sinh tồn, giúp nhận thêm máu tối đa khi tham gia gục lính, quái rừng. Còn ở nhánh phụ sẽ là siêu hồi máu, giúp nhanh chóng hồi lại một lượng máu kèm năng lượng, và phiêu hấp huyết, giúp hồi lại máu và năng lượng khi tham gia gục tướng địch. Ngoài ra, nếu không thích du hiệp, thì các bạn có thể xây dựng cho Alice bảng phiêu xoay quanh phiêu chính là ma tính. Với ma tính, sẽ giúp khi kích hoạt chiêu cuối sẽ được giảm mạnh thời gian hồi bổ kỹ năng. Phiêu cấp 1 ở nhánh chính là hấp huyết. Phiêu cấp 2 nhánh chính là cố thủ, giúp nhận thêm chỉ số kháng hiệu ứng. Còn ở nhánh phụ sẽ là siêu hồi máu và nhạy bén. Cuối cùng là về trang bị dành cho Alice. Những trang bị tốt nhất dành cho Alice sẽ là những trang bị giúp gia tăng khả năng chống chịu sát thương của bản thân. Với vai trò trợ thủ thì trang bị đầu tiên dành cho Alice sẽ là trang bị phụ trợ và sẽ tùy thuộc vào đội hình đối phương, và các bạn hãy lên cho Alice trang bị phụ trợ hệ thổ sao cho hợp lý nhất nhé. Trang bị thứ hai là giày kiên cường, giúp tăng tốc chạy và giáp phép, kèm nội tại kháng 35% hiệu ứng khống chế đến từ nội tại. Trang bị thứ ba là trượng băng, giúp tăng công phép, màu tối đa và tốc chạy kèm nội tại, chiêu thức gây sát thương đồng thời làm chậm tốc chạy của nạn nhân trúng chiêu.
Trang bị thứ tư là khiên điện thoại, giúp tăng giảm hồi chiêu, năng lượng tối đa và giáp kèm nội tại, làm giảm tốc đánh của việc địch lân cận. Trang bị thứ năm là huân chương choi, giúp tăng giảm hồi chiêu, giáp phép và màu tối đa kèm nội tại. Khi rời khỏi giao tranh sẽ nhận được lá chắn giúp hấp thụ sát thương phép. Và trang bị cuối cùng là giáp vô mệnh, giúp tăng giáp kèm nội tại, tăng sát thương của bản thân gây ra và nội tại tự động hồi sinh sau 2 giây tại nơi bị gục. Trên đây là video hoàn chỉnh cơ bản dành cho Elite khi phải đối đầu với team địch đồng đều cả sát thương vật lý và sát thương phép thuật, cũng như diễn biến của trận đấu team địch không mạnh bằng team mình. Để đạt được hiệu quả tốt nhất với Elite, hãy xây dựng video cho từng trận đấu như sau. Video hiệu quả nhất khi phải đối đầu với team địch có nhiều tướng gây ra sát thương vật lý mạnh. Chúng ta sẽ thay thế khiên thất truyền vào vị trí của huân chương choi để gia tăng chỉ số giáp, giúp Elite đối đầu tốt hơn với những nguồn sát thương vật lý của team địch. Video hiệu quả nhất khi phải đối đầu với team địch có tướng có khả năng hồi phục mạnh. Chúng ta sẽ thay thế sách truy hồn vào vị trí của triệu băng để có nội tại trong nã, giúp làm giảm khả năng hồi phục của các tướng team địch. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về lối chơi của Elite nào. Ở giai đoạn đầu trận, bạn nên di chuyển ra khu vực đường giữa để cùng ăn chung đợt lính với đồng đội, đồng thời tạo áp lực lên đối phương và lấy tầm nhìn ở khu vực sông. Sau đó sẽ di chuyển xuống đường rồng để ăn chung với xạ thủ tân lính được đẩy lên và hỗ trợ cho xạ thủ chủ lực ăn chim trinh thám để lấy lợi thế về lượng tầm nhìn. Ở giai đoạn này, khả năng chống chịu của Elite là cực kỳ kém. Vì vậy, bạn cần đánh thấp và cố gắng giữ khoảng cách an toàn với team địch để hỗ trợ cho chủ lực của bạn có thể farm một cách thoải mái nhất. Kết hợp cùng với những người chơi khác kiểm soát bán rơi thủ vệ và dòng ám để có lợi thế sớm từ giai đoạn đầu trận. Đến giai đoạn giữa trận, khi Elite đã có một vài món trang bị nhất định, lúc này bạn có thể tự tin hơn trong khả năng kiểm soát các khu vực nhạy cảm như trong các bụi cỏ hoặc đứng cao để lấy tầm nhìn cho đồng đội. Hãy chủ động hơn trong khả năng di chuyển để kiểm soát bản đồ, hỗ trợ đồng đội gây sức ép lên các công trình của đối phương tại các phần đường và cũng đừng quên nhiệm vụ trên các mục tiêu lớn và quấy rối phần rừng đối phương. Làm được điều này sẽ giúp team bạn thoải mái triển khai thế trận và có nhiều lợi thế về cuối game. Cuối trận là giai đoạn mạnh nhất của Elite khi cô nàng vừa có khả năng chống chịu đến từ trang bị, khả năng bảo kê đồng đội tốt với nhiều công chế liên tục đến từ bộ kỹ năng. Về là trợ thủ búp nên nếu càng sống lâu trong giao tranh thì team bạn càng có nhiều cơ hội giành chiến thắng, nên hãy cố gắng bám sát xạ thủ và pháp sư của bạn nhiều nhất có thể để hỗ trợ bảo kê họ được thoải mái xả sát thương trong giao tranh và cũng để đảm bảo bạn được an toàn trước đội hình địch. Đây là thời điểm mà Elite cần phải lấy được nhiều thông tin về cho đồng đội, đặc biệt là các hang mục tiêu lớn nếu như không có giao tranh nổ ra, và tiến hành ăn các mục tiêu này nếu có cơ hội để sớm kết thúc ván đấu bằng một chiến thắng cuối cùng. Một vài lưu ý sau đây sẽ giúp bạn chơi tốt hơn vị tướng Elite. Chiêu một của Elite có tầm đánh rất xa, bạn nên sử dụng chiêu thức này để trách bụi trong quá trình di chuyển hoặc nghi ngờ một tướng địch đang rình rập. Luôn luôn nhớ rõ trong đầu, trợ thủ cần phải hỗ trợ cho cả team chứ không phải lúc nào cũng đi cùng xạ thủ như hình với bóng. Chỉ nên bám đuổi mục tiêu thấp máu của team địch nếu bạn đảm bảo được chủ lực của bạn sẽ an toàn nếu không có bạn ở cạnh. Đó là toàn bộ về vị tướng Elite mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong video này. Chúc các bạn sớm lên cao thủ cùng vị tướng Elite. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích, hãy ủng hộ mình bằng cách nhấn like và chia sẻ tới bạn bè nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm chuông để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.